Ôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một con gấu màu xanh bằng giấy bìa như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Giúp tôi về con mắt của con gấu này nha. Sẽ vẽ luôn hai cái má hồng. Là mình đã vẽ xong cái mặt của con gấu như thế này. Còn mình sẽ dùng cái tờ giấy màu xanh để làm cái phần thân của con gấu nhé. Mình sẽ cắt ra một mặt giấy này. Giờ mình sẽ vẽ cái thân nó ở đây nha. Mình sẽ cắt ra. Đó, mình sẽ lấy cái phần này để làm thân của con gấu nhé. Giờ mình sẽ gắn lên cái đầu con gấu màu xanh này. Tiếp theo mình sẽ làm cái tay và cái chân cho con gấu này. Tay và chân thì mình cũng sẽ sử dụng bằng màu xanh. Giờ mình sẽ cắt ra bốn cái khúc hình tròn là xong.
mình sẽ cắt ra cái hình như này nha. Cái thứ ba này. Giờ mình sẽ gắn lên cái phần thân con gấu này nha. Mình sẽ dùng cái bút này để vẽ cái phần áo cho con bố nhé. Như vậy là mình đã làm xong một con bố đáng yêu màu xanh bằng giấy bìa như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.